Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, lịch thi đấu đá ngày 3 tháng 12 và rạng sáng ngày 4 tháng 12 có các trận cầu sôi nổi trong khổ vòng bảng Europa League mùa giải 2020-2021. Cũng giống như lịch thi đấu của Cúp C1 châu Âu, Europa League sẽ diễn ra trong 2 khung giờ là 0 giờ 55 và 3 giờ. Ở khung giờ 0 giờ 55 ngày 4 tháng 12 có các trận đấu đáng chú ý như RSK gặp Tottenham, AEK Athens gặp Braga, Zorya gặp Leicester City, AC Milan gặp Celtic, Lille gặp Sparta Praha, Karabakh gặp Maccabi, Sivasspor gặp Villarreal, Royal gặp Ludogorets, Feyenoord gặp Dinamo Zagreb, Sao Đỏ gặp Hoffenheim và Gen gặp Liberec. Trong số này thì những đội bóng như Tottenham, Leicester City, Villarreal nếu giành chiến thắng thì sẽ có vé đi tiếp. Ở khung 3 giờ ngày 4 tháng 12 có những trận đấu đáng chú ý như Arsenal gặp Rapid Wien, Benfica gặp Lech Poznan, Roma gặp Young Boys, Ankama gặp Napoli, Real Sociedad gặp Rijeka,